Tịch chiếu. Tôi đặt tên cho thiền đường ở Thiền viện Pháp Quang Trúc Lâm ở Đức là thiền đường tịch chiếu. Tịch có nghĩa là sự im ắng, tĩnh lặng. Chiếu có nghĩa là sáng ngời, rõ biết. Con người chân thật của mỗi chúng ta được giấu bên trong hình hài này chính là khả năng nhận biết vô cùng im ắng, tĩnh lặng không hình tướng mà sáng ngời, rõ biết. Khi nào chưa tìm ra được con người chân thật này, thì ngày đó ta vẫn còn chưa thể có được bình an chân thật, hạnh phúc chân thật. Và ta vẫn còn bị trong vòng vây của sinh lão bệnh tử giam hãm.